Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Thưa các bạn, hôm nay chủ nhật là mưa gió nên là hôm nay mình nghỉ cả ngày nên các bạn gọi điện cho mình là không được. Thì có gì thì ngày mai các bạn gọi lại giúp mình nhé. Xin lỗi tất cả các bạn. Và hôm nay bên mình làm cái video này chỉ mấy phút thôi, vỏn vẹn mấy phút để thanh lý mấy chiếc máy đang có. Hôm nay mưa quá cũng lười không đi thu nhặt máy về cho các bạn được. Nên mình sẽ dành ít phút để thanh lý máy cho các bạn nhé. Đầu tiên nó là một chiếc iPhone 6 thường đầy đủ chức năng, không lỗi lầm gì cả, không ai cờ lao không gì cả, nên là anh em sử dụng như một chiếc máy bình thường nhé. Vân tay vân chân vẫn còn, hình như con này còn pin còn thay rồi cơ đó. Đây, con này pin còn thay rồi các bạn nhé, pin thay pin EU đấy. Bên mình bán cho thanh lý cho các bạn giá 1,5 triệu nhé. Đây, không biết bao nhiêu ghi đây, 1,5 triệu thanh lý luôn, giá còn rẻ hơn cả giá bán buôn rồi các bạn nhé. Đó, 16GB bản quốc tế Mỹ nhá. 16GB 1,5 triệu rẻ ngang máy mất vân tay. Đây, mình bán thanh lý cho các bạn thôi. iPhone 6 16GB. Đây là 1,5 triệu thôi, mình không ghi giá vào đây. Biết được. Cây Oppo. Đây Oppo F9, con này thì chóc thủy rồi này. Đó, màn hình thì nó hơi tối các bạn nhé, màn hình tối này các bạn nhìn nó đỡ bị hại mắt. Đó. Con này thì bên mình đang thanh lý cho các bạn giá cũng 1,5 triệu nhé. Oppo F9 RAM 4GB bộ nhớ 64GB. Con này là lưng bị chóc thủy. Màn hình thì tối các bạn nhá, màn hình rất tối đấy. Đây này, tăng hết cỡ sáng rồi này. Đấy, bán thanh lý cho bạn nào về cho con học hoặc là làm gì thì làm nhé, máy phụ nhá. Đó. Màn hình thì tối, bên mình bán thanh lý cho các bạn. Ôi giời, thôi mình không ghi giá vào đây. Thế thì 1,5 triệu nhé, Oppo F9 nhé. Oppo F9 RAM 4 bộ nhớ 64. Cam kết là bên chưa đụng chạm nhé. Đó, 1,5 triệu đây. iPhone 8 này. Một con iPhone 8 thường. Phím mua này nó hơi cứng nhưng mà bấm vẫn bình thường nhé. Nói chung là nó không phải là cứng lắm đâu. Nó chỉ hơi nặng hơn so với bọn này một chút thôi. Đấy, do bấm nhiều quá nên nó bị như thế các bạn. Con này bán thanh lý ở đây, 8 thường 64GB, mã VN đây, pin 100, pin thay nhá, thanh lý cho các bạn 4,4 triệu các bạn nhá. iPhone 8 thường, con này là hàng main zin, màn zin, vỏ zin, nói chung zin từ A đến Z các bạn nhá, có mỗi pin là thay thôi. Đó, bán cho các bạn giá là 4,4 triệu. Oppo A91. Oppo A91. A91 nhé, RAM 8GB này. Bộ nhớ 128GB này. Bên mình bán thanh lý cho các bạn đây để cho các bạn xem ngoại hình đã. Con này thì nó có xước nhẹ này. Nó có xước nhá. Xước này, cấn này, phát này cấn nhá. Đó. Cấn phát nhẹ này. Các bạn nhìn có rõ không ạ? Đó. Đấy, nó có xước nhẹ thôi. Có một vết xước này thôi. Cả một vết cấn ở đây. RAM 8 bộ nhớ 128, con A91 này thì đời mới, khả năng con này còn bảo hành chính hãng cơ. Nhưng mà bên mình đang bán thanh lý cho các bạn giá là 3,2 triệu nhé. 3,2 triệu nhé. Oppo A91. Samsung Galaxy S9. S9 bên mình còn một cây màu đen mới về. Đó, ngoại hình đẹp. Ngoại hình đẹp. Không lỗi lầm. Màn ám mỗi ở trên thanh công cụ thôi, còn lại đẹp hết. Còn lại đẹp các bạn nhé. Hàn lên 2 sim rồi nhá. Cái này bên mình đang thanh lý cho các bạn 3,7 triệu này. 3,7 triệu nhá. Samsung S9. RAM 4 bộ nhớ 64. Màn hình cong tràn viền. Nói chung bọn này thì không chê vào đâu rồi, dùng mượt xoáy người luôn. Mặc dù là nó không mạn nhãn như cái bọn đời mới bây giờ, nhưng mà để mà dùng về độ trâu bò thì bọn này nó trâu bò hơn rất nhiều. iPhone 7 lock.
7 lóc này. 7 lóc thanh lý cho các bạn 2 triệu 7 này. Đó, 2 triệu 7. Pin 85 nhé. Lóc Mỹ đã fix lên quốc tế nhé, các bạn dùng như quốc tế thôi. 2 triệu 7. Thanh lý một con nữa, iPhone 7 thường. Còn một cây duy nhất, pin 98%, sạc 58 lần. Bảo hành đến 27 tháng 8 năm 2021. Đó. Thanh lý luôn 3 triệu 800 nghìn bằng một chiếc máy đẹp ở các kênh khác bán mà không còn bảo hành, pin thì khả năng là thay và kém. Đây con này zin từ A đến Z, 27 tháng 8 năm 2021, sạc 58 lần, pin còn 98%. Ngoại hình của nó thì đẹp lung linh rồi. Nếu mà bạn nào nói là hàng thay vỏ mình xin tặng các bạn nhé. Nếu mà phát hiện đây nó là hàng thay vỏ mình tặng luôn, hoặc là hàng dựng mình tặng luôn máy nhé. Đó, iPhone 7 32GB, 3 triệu 800 nghìn. Thanh lý nhá. Vẫn còn mấy cây này thì không phải là hàng thanh lý rồi. Note 10 này không phải thanh lý. Xem nào. A8 Star vẫn là 3 triệu 3, không thanh lý được. A30S hàng full hộp các bạn nhá. A30S full hộp, vẫn còn mấy cây. Đây, vẫn full hộp nhá, hàng cũ. Nhưng mà lại hàng gần như mới mà giá máy là máy cũ đấy. Đấy. Tất cả phụ kiện zin đi theo máy nhá, zin đi theo máy chứ không phải là hàng ngoài đóng vào các bạn nhá. Đó, A30S này. Màu xanh này, rất đẹp, màu xanh này bán rất chạy. Đó, ngoại hình đẹp tầm 98-99%. Tất cả hàng này kiểu như là hàng các store nó thu cũ đổi mới đấy. Đây hàng của Viettel. Đây, ốp trong vẫn còn nhé, ốp bên trong của vẫn còn này, ốp zin đi theo máy này, phụ kiện zin full hộp, các bạn mua về tặng hoặc là làm gì thế nào, nó không khác gì một chiếc máy mới các bạn mua cả, vẫn đầy đủ phụ kiện như thế các bạn nhé. Đây mình đang bán là 3 triệu 750 nghìn. Đó, hôm nay thanh lý 3 triệu 7 nhé, giảm 50 nghìn cho các bạn. Đây, giảm 50.000, còn hình như còn toàn màu xanh nhỉ. Đấy, còn toàn màu xanh, tất cả đều đẹp nhá. Đẹp lung linh nhá. Đây con này này, nó còn còn cả ấy đây. A30S này, nó vẫn còn cả cái siêu bọc màn này. Các bạn đóng cái này vào không khác gì một con máy mới. Đó, các bạn nào mà cửa hàng thì liên hệ bên mình nhá, mua về bán máy mới được. Bên mình có sao bán vậy. Đây tất cả hàng còn cả tem kiểm định các kiểu này, dấu má này. Các bạn không phải sợ hàng giả đâu. Đó. RAM 4 bộ nhớ 64 A30S. À, khả năng cao là còn bảo hành chính hãng, nhưng mà mình cũng cứ bán hàng solo thôi, về các bạn check thế nào các bạn check nhá. Đó, bên mình đang bán cho các bạn giá là 3 triệu 7 nhá, 3 triệu 7. Đó, chỉ bằng các cái kênh khác bán hàng cũ rồi tặng phụ kiện ngoài nhé. Còn bên mình là phụ kiện zin đi theo máy nhé, này có cả hộp luôn. Hôm nay thì mình xin kết thúc video ở đây, bởi vì có hôm nay mình chỉ xác định là bán mấy con máy thanh lý thôi. Còn hẹn các bạn ở các video của ngày mai mình sẽ kiếm thật nhiều máy hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi online vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.